Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu intro thôi, nhưng mà sử dụng cái nốt harmonic, tức là cái nốt tạo ra tiếng chuông á. Thì cái cách đánh ở đây nó áp dụng harmonic trên nhạc 7 và 12, thì các bạn có thêm một cái chất liệu để tập rồi thì coi bài nào các bạn áp dụng vô được các bạn áp dụng ha. Thì chủ yếu ở đây á là mình phải biết nó harmonic và cái cách đánh nó tạo ra cái tiếng harmonic như thế nào. Mình sẽ nói sơ vào cái việc này trước ha. Thì harmonic là cái tiếng ở trên cây đàn. Ở đây mình hướng dẫn các bạn kiểu harmonic tự nhiên, tức là trên bản thân ở những cái vị trí ngàn nó sẽ có. Thông thường ở những cái đàn chất lượng tốt thì bạn có thể đánh được ở những cái căn ngăn càng nhỏ trên đây, ví dụ ngăn 3, ngăn 5, thậm chí ngăn 2 nó vẫn lên được. Còn những cây đàn bình thường chủ yếu các bạn chỉ nghe được tiếng ngăn 12 và ngăn 7. Do đó hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn cái chung, cái dễ tạo tiếng harmonic nhất. Thì cơ bản là ngay cái phím đồng số 12 nè. Ngay cái phím đồng số 12. Thì các bạn đánh bằng cách các bạn để cái miếng thịt như miếng tay các bạn chạm vô nhẹ vô cái cọng dây đàn. Ha, trên cái phím chứ không phải chúng ta ngay cái ngăn nha. Trên ngay cái phím đồng nè. Đó, ví dụ mình đánh vô ngay số 1 ha. Các bạn để nó chạm vô xong, các bạn vừa đánh cái tay cái là các bạn buông ra liền. Vừa đánh là các bạn buông cái tay ra liền nha. Đầu tiên các bạn phải chạm nó vào cọng dây, nhẹ vô cọng dây, sau đó các bạn đánh cái tay phải, các bạn đánh, các bạn buông ra liền thì nó tạo ra cái tiếng gọi đó gọi là harmonic. Ví dụ tiếp theo cái dây tiếp theo dây 2 nè. Dây 3. Dây 4. Dây 5. Dây 6. Còn nếu các bạn đánh bình thường nè, các bạn thấy rồi. Còn nếu các bạn bấm vô ngăn số 12, nhưng khi các bạn đánh thì ngay này nghe tiếng nó trong hơn. Thì cái tiếng này mình hay dịch ra gọi là tiếng chuông, nên thực ra nó gọi là tiếng harmonic. Thì tương tự ngay cái ngăn số 7 của bạn cũng trên cái phím đồng luôn, các bạn để cái tay tương tự như vậy các bạn đánh. Nhớ đầu tiên là chúng ta đưa cái ngón tay chúng ta chạm vô phía trên cái thanh đồng này ha, chạm vô cái dây nhẹ thôi. Tay phải các bạn vừa đánh cái là bạn buông cái ngón này ra liền thì nó sẽ tạo ra tiếng harmonic ngay. Các bạn thấy chưa? Đó, cái tiếng gọi là harmonic. Thì cái câu mình hướng dẫn các bạn ở đây là chúng ta đánh xen kẽ ha, giữa 7 và 12, và chúng ta có một cái chúng ta đánh cách dây ha. Đánh cách dây là gì? Chúng ta đánh một cái dây số 6, sau đó các bạn xuống dây số 4, số 5, xuống số 3, số 4, số 2, rồi số 3, số 1 ha. Thì vị trí của các ngăn đó xen kẽ luôn là từ 7 12 7 12. Và mình chia nhỏ ra để các bạn khỏi bị rối ha. Đầu tiên như sau, các bạn đánh vô harmonic dây số 6 ngăn 7, sau đó đến là harmonic dây số 4 thì ngăn 12. Các bạn chia nha. Thấy chưa? Dây số 6 xong tới dây số 4. Sau đó các bạn quay trở lại dây số 5 là ngay harmonic ngăn 7, và dây số 3 là harmonic ngăn 12. Nó như sau. Lại 4 cái đầu ha bạn. Các bạn nhớ là chúng ta phải xen kẽ nha. Tương tự chúng ta xuống hai cái cặp dây dưới nữa, chính là ngăn 4, dây số 4 và dây số 2, cũng ngăn 7 với ngăn 12 nha. Các bạn thấy chưa? Giờ tiếp theo chúng ta xuống cái dây số 3 và dây số 1 tương tự như vậy. Các bạn thấy không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh nguyên cái câu đầu thật chậm lại, bởi vì các bạn có thể sẽ bị lộn các dây ha. Chúng ta đánh lại chờ kỹ nha. Và kết thúc ở đây là chúng ta đánh ba cái dây dưới 1 2 3 luôn, ngay ngăn 7 luôn.
các bạn rải một lần nữa ha. À, thì nó tạo tăng 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 lên, cái tiếng nó cao vút lên. Rồi, thì bây giờ mình tập lại từ đầu ha. Các bạn có thể ôm đàn lên và cùng tập với mình nha. Đầu tiên chúng ta đánh chậm nha. Rồi, nhanh hơn một tí nha các bạn. Thì khi các bạn đánh tốc độ nhanh thì các bạn thấy là cái câu nó mượt mà hơn ha. Đó. Thì nếu các bạn không muốn rải ngay chỗ ngang 7 các bạn thì rải cũng ngang ngang 12 luôn. Đó, nghe nó cũng đã đúng không? Chúng ta thì thử ham nước bằng những cái câu đơn giản để các bạn thì tập được. Ví dụ chúng ta tập trung ngang ngang số 12 thử ha. Sẽ giúp ích cho các bạn nào mà chưa có rành về harmonic hoặc là biết rồi nhưng mà vẫn chưa biết cái câu nào để tập cho nó tương đối, thì bạn có thể áp dụng thử cái cách này để hiểu về harmonic nhé. Nếu bạn nào xem clip này mà các bạn không hiểu gì đó thì các bạn có thể thấy là các bạn là đang ở trình độ mới vô học, các bạn chưa rành về cái này, thì bạn có thể xem qua cái khóa học là guitar cơ bản dành cho người chưa biết gì. Thì khóa học này các bạn đầu tiên một lần mà học trọn đời, học bất cứ giờ nào các bạn muốn ha, đăng nhập vào hệ thống là học được thôi, với các bài dạy rất là chi tiết, thì sẽ giúp cho các bạn sau 3 tháng các bạn có cái nền tảng cơ bản để bạn tự luyện tập và thể học tập thêm. Nếu các bạn có nhu cầu mua đàn guitar, thùng guitar điện, amply, phơ, dây đầy đủ, shop Amigo Guitar đều có cả. Và nhớ like, share, comment để ủng hộ Đăng Khoa ra tiếp những clip khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.